Ồ, con này con Queen nó chui ra đây luôn rồi. Nó đang chui ra đây cho mình quay luôn rồi. Trước mặt các bạn là dòng kiến Camponotus japonicus. Sau khi mình ráp thì mình thấy rất là dễ ha bạn ha. Tất cả nó đó có khớp hết rồi và nó kết nối bằng nhau bằng những cái sợi dây thun này nè. Kết hợp ví dụ như 5 ống nước, 1 ống đường. Rồi, hoặc cái ống đạm gì đó, những cái sản phẩm này nè. Nó đào cái lỗ ra. Trên cái phần đất này mình xịt nước cái nó tạo khói, nó đào cái lỗ. Còn con Queen này cũng lanh ha. Lanh á. Bữa giờ thấy nó nằm trong ống nghiệm không à. Nay bắt đầu thấy ăn ra, nó chui ra nè. Đây là một cái loài kiến mà dễ nuôi đối với những cái nước mà ôn đới, nó lạnh, nó mát hơn. Còn đối với cái khí hậu nóng hơn của Việt Nam mình, nó đi cái đường qua cái hàng đó kìa. Cái khu vực hour và cái khu vực nest của nó là cũng khác nhau. Sao nó lăn xăng quá hả? Nó bò tới bò lui hả? Đúng rồi, nó sáng quá. Mình thấy nó cũng gọi là nó phiêu quá. Gió thổi cái nó rớt rồi. Thôi mình không gắn. Thì mình thả nó vô đây cũng khoảng mười mấy ngày mà hôm nay là lần đầu tiên mình thấy con Queen nó bò ra cái khu vực hour nha anh em. Lúc này từ ngày chơi kiến đi ra tiệm thuốc tây mua ống chích hơi nhiều nha anh em. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, tiếp này vẫn là kiến thức. Mấy kiến đang thức trong này. Ok, mời các bạn vô đây nha. Vô đây mát rượi liền. Nhớ trong đây nó không bị chói nắng. Ok, clip trước mình giới thiệu với các bạn dòng cái dòng kiến. Ồ, con này con Queen nó chui ra đây luôn rồi. Nó đang chui ra đây cho mình quay luôn rồi. Cho anh đưa xuống đây cho. Đây, vậy đây. Con Queen này nó bò ra cái hour luôn rồi. Bữa nó nằm dưới. Ok. Bự ha. Ok các bạn. Trước mặt các bạn là dòng kiến Camponotus japonicus ha. Cái tổ này thì mình lấy từ ngoài Hà Nội của bạn Hoàng, Lê Việt Hoàng ngoài Hà Nội gửi vào. Đó. Thì cái tăng này là cũng của bạn mình lấy ngoài đó luôn. Cái tăng này như ba xị. Thì hôm bữa mình không có ráp được cái tăng này tại vì mình nghĩ nó khó. Tuy nhiên là sau khi mình ráp thì mình thấy rất là dễ ha bạn ha. Tất cả nó đó có khớp hết rồi và nó kết nối bằng nhau bằng những cái sợi dây thun này nè ha, rất là dễ. Đây, trong cái bộ nó có những cái sợi dây thun này đây nè, để em lấy ra. Thì anh em cứ ráp nó vô khớp xong rồi dùng những cái đai này để mà chặn nó lại. Nè. Chặn chỗ này lại là nó hết chạy. Ở đây mình đã cột sẵn rồi. Cho nên là anh em nào thấy những cái chuồng lắp ráp kiểu này á thì cứ mua đi, tại vì nó rất là dễ sử dụng chứ nó không có khó như là mình nghĩ. Ok. Rồi giới thiệu sơ sơ về cái tăng ống nghiệm này. Cái tăng này nhìn nó cũng gọi là nhìn nó hiện đại, nó cũng hay hay á. Đó, nhìn cái tăng này nó cũng hay hay. 6 cái ống này thì mình có thể kết hợp ví dụ như 5 ống nước, 1 ống đường. Rồi, hoặc cái ống đạm gì đó, những cái sản phẩm này nè. Chỉ kèm nè. Thì mình để cho nó. Rồi, hôm nay may mắn quá là thấy con kiến chúa đầu nó đi xuống đây luôn đó các bạn, đi xuống hang rồi luôn nè. Và anh em thấy là nó đào cái lỗ kìa. Trên cái phần đất này mình xịt nước cái nó tạo khói, nó đào cái lỗ. Thì mình cũng mới gọi là sạch thêm được một ít thông tin về cái dòng kiến này, cho nên là cũng chia sẻ với anh em có cùng đam mê ha. Và những anh em đi trước thì thấy cái thông tin nào mà nó chưa có được chuẩn xác á, thì anh em có thể giúp mình hiểu cho nó clear lại vấn đề ha. Rồi có gì đó thì anh em cứ bổ sung vô. Thì cái tụi này, cái tên khoa học đúng của nó là Camponotus japonicus. Thì cái tên mà chúng ta thấy cái japonicus thì chúng ta sẽ hình dung tới một cái đất nước nào đó ha, nghe quen quen. Thì cái dòng kiến này thường được gọi là cái kiến thợ của Nhật Bản, kiến thợ mộc Nhật Bản. Đây là một cái loài kiến có nguồn gốc từ Đông Á và nó có màu đen. Nó là một trong những cái loài kiến lớn nhất thế giới. Thì cái quy mô của cái tổ nó từ vài cá thể cho tới hàng ngàn cá thể luôn các bạn, cho nên nó là một tổ kiến lớn á. Đây được coi là một cái loài xâm hại
nó sẽ xâm lấn các hộ gia đình á, có nghĩa là ở bên cái địa bàn của nó, ở bên những cái nước của nó đó, là nó có thể coi như là nó xâm nhập vô nhà mình, nó làm tổ rồi nó phá rồi nọ, thì nó được định danh là một cái loài xâm hại ở bên nước ngoài đó các bạn. Thì nó có những cái đội mà nó chuyên đi xử lý những cái con côn trùng, ví dụ như là có mối nè, rồi kiến này nè, rồi tụi nhện tụi đồ ở bên nước ngoài á, có nhiều cái thì các bạn coi phim mà thấy. Thì có một cái bộ phim mình coi là Breaking Bad ha. Đó thì cái tụi mà tội phạm á, nó tận dụng cái này. Tại vì cái hướng xử lý khi mà xử lý tụi côn trùng trong nhà, các bạn coi phim các bạn sẽ thấy là nó sẽ dùng một cái màng bọc rất là to, giống như cái túi bóng to vậy đó, nó bọc nguyên căn nhà luôn và nó bơm thuốc và nó ngâm trong cái đó trong vòng vài tháng vậy đó. Thì cái tụi mà tội phạm á, thì nó lợi dụng cái việc đó là nó bút những cái đơn vị mà để xử lý côn trùng đó, bọc nguyên cái nhà lại, còn ở trong đó thì nó điều chế ma túy. Đó thì chúng ta có thể coi đó qua phim, chúng ta thấy thì cái đội ở bên nước ngoài nó có những cái đội chuyên để đi xử lý côn trùng, côn trùng thì nó xâm lấn vào nhà vậy, mối mọt đồ đó. Thì cái bài này á, là con queen nó sẽ có màu đen ha bạn ha, và nó có lông màu nâu siêu nhỏ nhô ra từ cái vùng ngực và bụng của nó. Con queen nó sẽ có chiều dài lên tới 1,7cm luôn nha các bạn. Và trước khi giao phối á, queen nó sẽ có 4 cái cánh màu nâu trong suốt, và ở mặt dưới thì nó có những cái đường gân màu nâu. Còn cái con đực thì nó sẽ nhỏ hơn, con đực thì nó khoảng chừng có 1,2cm thôi, và nó có râu dài hơn, thẳng hơn, thân hình nó cũng sẽ mảnh mai hơn. Và không giống như là quật cơ, con queen và con đực nó tới tận 3 mắt luôn ha, độc đáo á. Đầu sau vô coi thấy 3 mắt không? Đây là con trước mặt các bạn là con queen nè. Tụi này là tụi fully, cho nên là cái kích thước của nó to hơn hẳn những cái con quật cơ ha. Con queen á, kích thước nó to hơn hẳn luôn, nhìn vô là cái phân biệt liền. Và ở ngay cái con kiến thì chúng ta có 3 khúc đúng không? Cái khúc chính giữa đó, thì cái 4 cái cánh của nó sẽ mọc trên cái khúc chính giữa đó. Trước khi giao phối, sau khi giao phối thì nó sẽ rụng đi. Trong cái tụi Chabonicus này á, thì cái con kiến lính là cái phân cấp mà cao cấp nhất trong những cái con quật cơ. Và nó sẽ có kích thước từ 0.6 cho tới 1.5cm. Có một cái điều mà mình tìm hiểu được trên mạng á, đọc từ cái tài liệu nước ngoài á, rất là hay. Thì cái loài kiến này chính là cái vật chủ của một cái loài ký sinh trùng thuộc họ bướm, tên là Nifanda Fuca. Thì cái loài bướm này á, nó sẽ gọi là sao ta, nó sẽ phóng cái tinh trùng vào con kiến sẽ hấp thụ nó và nuôi dưỡng cái ký sinh trùng này trở thành con nhộng, con bướm sau này. Và có một điều đặc biệt nữa là cái con bướm đó nó chỉ phun cái tinh trùng vào con đực thôi nha các bạn. Và nói về những cái yếu tố mà khoa học lịch sử đồ này nọ thì cũng có rất là nhiều điều thú vị. Ví dụ như cái con kiến này á, nó là Chabonicus, tức là kiến thợ mộc Nhật Bản. Tuy nhiên chúng được tìm thấy á, đầu tiên á, là ở Ấn Độ các bạn. Tìm thấy được nó lần đầu tiên ở Ấn Độ cách đây gần 160 năm. Cụ thể là 1866 là được tìm thấy ở Ấn Độ. Còn bây giờ thì nó được tìm thấy rộng rãi ở các nước Đông Á như là Trung, Hàn, Nhật, Mông Cổ, Philippines, Pakistan, Nga và một số nước ở châu Âu nữa. Còn con queen này cũng lanh ha, lanh ha. Bữa giờ thấy nó nằm trong ống nghiệm không à, nay bắt đầu thấy anh ra, anh chui ra nè. Thì con kiến này á, nó là một cái, nó xuất coi như là cái nguồn gốc của nó Đông Á. Đông Á thì nó, cái khí hậu của nó mát mẻ, nó lạnh hơn mình. Thì đây là một cái loài kiến mà dễ nuôi đối với những cái nước mà ôn đới, nó lạnh, nó mát hơn. Còn đối với cái khí hậu nóng hơn của Việt Nam mình, nó đi cái đường qua cái hàng á kìa. Đối với Việt Nam mình nó nóng hơn á, thì nó sẽ khó nuôi hơn. Cái nhiệt độ thích hợp để mà cái dòng kiến này nó sinh trưởng tốt á, nó sinh trưởng tốt á, là từ 23 cho tới 28 độ nha các bạn. Nhưng mà tốt nhất là 23 độ là nó sẽ tốt nhất. Và tốc độ tăng trưởng của cái loài kiến này là cực kỳ chậm nha anh em. Chỉ số của nó là chỉ 2,5 trên 5 thôi.
Và nó cũng thuộc gọi là monogene, tức là chỉ có một queen duy nhất trong tổ thôi. Và trong cái tổ nó là tối thiểu là sẽ có 20 worker ha. À, một trong những cái điều mà khó nuôi đối với nó nữa là cái độ ẩm. Cái độ ẩm trong cái khu vực hour và cái khu vực nest của nó là cũng khác nhau. Trong cái khu vực hour này thì nó rơi vào tầm khoảng 30-50%. Còn trong cái nest á thì nó phải lên tới 70% thì nó mới phù hợp với cái loài này. Thì đó là một cái vài cái nét thông tin mà mình có tự tìm hiểu được trên cái mạng. Anh em có thể tham khảo thêm, hoặc là anh em nào biết gì thêm thì chúng ta cùng trao đổi ha. Nói chung là mình tìm hiểu thông tin thì mình thấy nó quá trời thông tin hay, quá trời điều thú vị. Nước ngoài đáng bao nhiêu? À, con này hả? Con này thì bữa mình có tìm thử trên cái chợ gọi là Unmarket ở trên mạng á, thì ở bên châu Âu á, riêng một con queen không á thì giá của nó là tầm khoảng 22 €, tức là tầm khoảng nhiêu ta, khoảng 600 cành á, khoảng 600 cành một con queen thôi các bạn. Từ con queen đó thì chúng ta sẽ nhân ra từ từ. Ok anh em có thông tin chia sẻ gì thêm không anh em ơi, trao đổi chơi chơi. Sao nó lăn xăng quá hả? Lần giống nó bị stress nè. Nó bò tới bò lui hả? Bò nó né ánh sáng hay sao? Đúng rồi, nó sáng quá. Sáng quá. Sáng luôn. Tại cái đèn pin này là đèn pin siêu sáng, đèn pin LED siêu sáng. Sáng dữ lắm. Thôi hạ ánh sáng xuống đi. Nãy giờ anh em coi hình ảnh cũng tương đối là đầy đủ rồi. Nó con queen nó bự đẹp. Này nó tụi nào nó cũng sẽ sợ ánh sáng, nhưng mà tụi này thì theo bạn Hoàng nói thì nó cũng không quá sợ ánh sáng đâu. Thật ra trong cái ổ này nó sẽ có thêm cái này nữa nè, trong cái bộ này nè. Nhưng mà bạn Hoàng nói thì cái ổ em đưa anh này nó không cần đâu, nó cũng quen rồi. Thì thôi mình cũng khỏi gắn vô luôn. Nhưng mà do mình chiếu cái đèn đó thì nó sáng quá đi. Cái này nó gắn đây nè. Gắn đây mình thấy nó cũng gọi là nó phiêu quá. Gió thổi cái nó rớt rồi. Thôi mình không gắn. À, queen nó đang muốn vô ổ đó nè. Thì cái tổ này hôm bữa mình bắt là nó chỉ có một queen và hình như là 7-8 worker gì à. Nó đang tò mò, nó đang đi vòng vòng chơi á. Thì mình thả nó vô đây cũng khoảng mười mấy ngày, mà hôm nay là lần đầu tiên mình thấy con queen nó bò ra cái khu vực hour nha anh em. Để mình sẽ cấp thêm miếng ẩm cho nó đi. Cái khu vực hour nè, để mình qua kia lấy cái này luôn đi. Cấp thêm miếng ẩm cho cái phần hour này nó mát chút xíu. Tại vì mới tìm hiểu là thấy hour nó cần mát hơn. Nó cần tới 70% độ ẩm lận. Lúc này từ ngày chơi kiến đi ra tiệm thuốc tây mua ống chích hơi nhiều nha anh em. Nhiều khi cũng đón nhận những cái ánh mắt tò mò. Sao anh làm gì mà cứ 2-3 ngày anh ra anh mua cái ống chích vậy anh? Không biết nói sao nữa. Đúng là nhiều cái nhạy cảm ha. Ống chích này nó dành cho y tế mà cuối cùng bị hiểu lầm. Hello Trung nha. Hello Iguana House. Ê lúc này em bỏ bê anh quá nha Trung nha. Nhắn tin trên mạng gì không thấy trả lời gì hết trơn. Ok các bạn, cái yêu cầu trong cái hôm bữa mình có cho một bạn Tiểu Cường vô đây, nó cũng có xử lý rồi. Nó có ăn được miếng còn cái vỏ mà. Ok rồi. Này làm ướt đều cái rồi xong tạm ổn. Queen nằm trong
cũng hơi nóng á. Hơi nóng. Nói chung là nuôi kiến thì mình thấy là nó phù hợp mát hơn. Ví dụ những cái dòng kiến Việt Nam mình cũng tìm thấy trong những cái cánh rừng các bạn, thì rừng các bạn biết thường là nhiệt độ nó thấp. Thứ nhất là do nó rừng mà. Rừng thì tán cây nhiều, bóng mát nhiều. Cái thứ hai là độ ẩm trong đó nó cũng cao, lá cây đồ nhiều. Đó, cho nên là khí hậu nó rất là mát. Còn đem về trong miền Nam mình mà cụ thể là ở Sài Gòn, Bình Dương đồ này là nóng dữ lắm. Nóng dữ lắm. Cái phòng này nó gần như là cái vách đằng sau là đất nè. Thì nó gần như là cái kho. Cho nên là cái trong này nó cũng mát hơn những cái khu vực khác trong nhà. Thì mình để tạm nó ở đây. Nhưng mà cũng chưa có mát lắm. À, tụi nó núp cũng nhiều. Nóng quá nó núp cũng nhiều. Nó núp cũng nhiều. Đó, này là Singularis nè. Nó đang bù ở dưới chỗ đó là cái chỗ mà cung cấp ẩm á. Thì mình thấy nó cũng khá là khỏe, nhưng mà nó hình như nó nóng quá nó rút dưới đây. Nó không còn lên hour nhiều nữa. Nó ăn uống cũng ít đi. Cho nên là mình đã đặt hàng rồi. Thì trước mắt là một cái tủ trước đi. Xong cái tủ rồi gọi là cái số lượng tăng đồ nó tăng lên đó, thì chúng ta sẽ thành một cái phòng luôn. Có một cái phòng luôn. Cho vui. Anh hỏi tăng này mua đầu. Tăng này hả? Tăng này là của bạn Lê Việt Hoàng ngoài Hà Nội. Hình như là 300k. Anh em có thể liên hệ. Hoặc là ở trong, nếu mà anh em ở miền Nam thì anh em có thể liên hệ với lại bên gì ta, Tăng Kiến Việt Nam của Nhật Nguyễn cũng có bán, hoặc là bên HT cũng có bán nha anh em. Thì những cái tăng này hình như là nguồn gốc là của Trung Quốc, tăng Trung Quốc chặt về, hàng lắp ráp. Rồi sẵn khoe với anh em ổ Isobot luôn. Isobot thì nó dễ chơi. Ủa hôm nay có cây gì mọc trong này luôn nè. Có một cây hạt kê hay gì đó. Ủa, nó ăn cái miếng salad. Ăn miếng salad này còn xíu để chiều nay cho thêm đồ ăn vô. Yêu. Ồ. Dưới ánh sáng lớn này thấy nó lấp lánh không? Hình như có sinh sôi nảy nở đó nha. Có nhiều hôm bữa đó. Nhiều hôm bữa đúng không? Có sinh sôi nảy nở đó. Cũng vui vui. Mấy mốt là một cái phòng côn trùng. Côn trùng thì mình đang ngắm nghía tới được hai loài. Anh em nào biết cái loài nào mà có thể gọi là nuôi nhiều nhiều á, đa dạng, anh em giới thiệu cho mình nha. Trước mắt thì mình nhắm được Isobot với lại kiến. Thì nó sống khỏe. Có những loài mình rất là thích. Tuy nhiên là nó gọi là cái gì? Nó động đảnh quá. Ví dụ như bọ ngựa nè. Nào này nọ nó quá động đảnh đi. Thì mình sợ nó sẽ không có sống thọ hay tội nghiệp nó. Thì trước mắt mình nhắm được Isobot với kiến. Thì mình sẽ làm một cái phòng côn trùng để mình nuôi nhiều loài đó. Để có thể quay làm tư liệu cho anh em coi. Theo dõi cái sự phát triển của nó. Nhện cũng hay á ta. Nhện đồ cũng hay á. Tại vì nhện nó sẽ có cái hoạt động gọi là giăng tơ đồ này nọ cái thứ. Cũng hay á. Được. Nhưng mà nhện... nhện thì phải tương tác, không có tương tác bằng tay được rồi. Nó chích cũng bê lắm nha anh em. Mình thử rồi. Nè con này mới đẻ nhớ xíu. Sắp tới sẽ có thêm một cái ổ Isobot nữa. Cũng một người bà, người em thân tặng nữa. Thiệt là tấm lòng này biết trả làm sao. Anh em tặng quà quá. Tụi này nó chịu ẩm cho nên mình xịt ẩm cũng nhiều. Nuôi gián là sinh sở, sinh nở nhiều. Ổ Dubia ở đây. Ổ Dubia đây. Sẵn khoe luôn. Thành khoái. Đây anh em. Đây là cái ổ gì quên rồi. HV. Ổ HV. Chưa có tăng, đang chờ tăng. Đang chờ tăng ship lên. Còn đây là cái thùng nuôi kiến. Ê quên nuôi gián. Bữa giờ mình sử dụng tiêu thụ cũng khá nhiều rồi.
rất là nhiều. Giờ này nó rút ở dưới nó ngủ, tối nó sẽ lên nó ăn nhiều hơn. Ồ, có con trắng bóc luôn nè. Đẻ quá trời. Ừ, đẻ quá trời, mới đẻ. Cảnh này có bị gì không ta? Anh mà chiếu ở đây là có con đệ nè. Khi quăng đây là có một con tô cây nó xuống, trong này có hai con tô cây, là nó từ ngoài thiên nhiên nó vô đây luôn. Nó từ thiên nhiên nó vô đây luôn đó. Và một trong những cái mục đích mà nuôi cái này á, là để nuôi hai ông thần tô cây đó. Anh nuôi thêm dế thì anh nghe tiếng kêu cũng hay hay. Trời ơi, dế hả? Dế chỉ cần một con kêu nhức đầu. Hôm bữa mấy anh em bên HT kêu là sẽ về con ghế rocket này, con dế gì á, mà nó kêu coi như là muốn bể cái xóm luôn á. Tối ở đây mình á, mình đang ở gọi là cái khu vực của mình á, coi chừng lùi nữa là đụng á Thành. Ở cái khu vực của mình á thì nó hầu như là cơ sở hạ tầng thì nó rất là hoàn chỉnh rồi, nó không thua gì thành phố, nhưng mà nó vẫn còn cái hơi hướng của nông thôn. Thì đó là cái điều mà mình yêu thích nhất. Về cơ sở vật chất là không thiếu gì cả. Ở cái Bình Nhâm, ở cái Thuận An, Bình Dương này nè, cơ sở vật chất không có gì hết, nhưng mà nó có vẫn còn cái hơi thở của nông thôn. Dù bên này là thấy cái mương, bên kia là thấy bờ ao, đồ này nọ thứ. Cho nên là buổi tối ở đây rất là thú vị các bạn. Tiếng dế kêu, tiếng ảnh ương kêu, tiếng tắc kè kêu à, nghe nó rất là đồng quê à. Cho nên là ở đây là không có cần nuôi dế, tối nghe kêu nhức đầu luôn. Tới mùa ve nó kêu là muốn sản luôn á. Sắp tới này, sắp tới làm clip anh em sẽ nghe ngoài cái giọng mình ra sẽ có rất là nhiều tiếng ve. Ok anh em. Rồi đây là một cái ổ rồi bắt đầu vô đụng vô đây, bắt đầu quên tên nè. Không phải, cái này nó tên là Carbonotot Fetching Coil. Fetching Coil. Phải không ta? Đúng rồi. Đúng rồi. Chắc rồi hả? Chắc luôn. Đây các bạn, thì nó đã làm cái, nó đã chui vô đây nó ở rồi nè. Đó, sáng quá. Sáng quá. Ừ, để phát quen. À, sáng nó xối rồi. Ở này bắt đầu ra màu vàng, nó óng ánh hơn đúng không? Nó có bị cái này nữa nè, mà mình cái này là mình không biết, mình hỏi thiệt nha. Thì anh em nào mà đang coi livestream thì coi mình thấy giống như nó này, không biết có phải là cái sao nó có lông lông ở đây nè. Này là nó đi bụi rồi hay sao ta? Đi bụi giống móc lên, nó không biết phải không nữa. Phải móc không? Này để anh em nào gần coi coi. Móc đó anh, bạn móc đó anh. Móc hả? Ok. Thì móc thì để mình lấy ra mình vệ sinh. Mấy bạn cho nó đó, nó đó. Nó đó. Bữa mình nhìn mình nghi rồi, mình nghi là phải móc không ta? Mà tại vì cái ổ này á, cái ổ này, cái tăng này rất là đẹp các bạn. Nhưng mà cái gì cũng vậy, thường thường đẹp thì nó sẽ hơi không có tiện cho cái việc sử dụng ha. Cái này là sự thật chứ không phải là cái tăng này bị lỗi ha. Các bạn để ý tất cả những cái món vật dụng trong nhà nào mà nó đẹp cầu kỳ quá thì sẽ khó sử dụng hơn. Thì cái tăng này nó không có mở cái nắp kiến này ra được các bạn. Mở là phải vặn ốc. Mở là phải vặn ốc ra cho nên nó cũng hơi chua. Giờ chưa biết xử lý như sao. Nhưng mà cái tăng này mình đẹp, mình thấy đẹp. Nếu mà nó ổn định để ở đây mình sẽ để trên cái bàn làm việc của mình. Ok. Sang không? Sang quá trời luôn. Sang, để mang làm việc là quá sang. Hy vọng là trong năm nay mình sẽ có một cái phòng, sẽ build được một cái phòng côn trùng để giới thiệu cho mọi người. Nếu mà làm phòng côn trùng là để gì ta? Năm ngô gì? Instinct hả? Phải không? Côn trùng là nó luôn. Instead nha. Đâu rồi, rồi mất tiêu cục hết luôn rồi. Ok các bạn, thì
đó là cái vài cái thông tin mà mình tự tìm hiểu trên mạng. Tại vì theo mình thấy thì cái thông tin về cái loại kiến côn trùng độ trên mạng nó còn khá là ít. Và cái này thì là do những anh em đi trước nói thôi, chứ mình cũng nói là đôi khi và thông tin nó rất là ít và lại có những cái sự nhầm lẫn nữa. Thì những cái thông tin vừa rồi đó là mình cũng đọc từ cái thông tin tiếng Anh đó, thì mình thấy nó cũng khá là hấp dẫn, cho nên là clip này để thứ nhất là để gọi là gì ta, update cái tình trạng cái tổ kiến mà mình đã đón về, cũng như là những cái tăng mình đón về, coi là hôm nay bé nó đã gọi là thích nghi như thế nào rồi. Cái thứ hai nữa là cũng có thể chia sẻ một ít thông tin với những anh em có cùng đam mê, hy vọng là chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau để nâng cái tầm hiểu biết của mình hơn về kiến. Và theo như mình dự đoán nha, mà gió giờ mình dự đoán cũng cũng tương đối đúng, trong vài năm tới thì cái bộ môn về côn trùng này sẽ được đón nhận, sẽ được phát triển tốt hơn. Cái thế hệ sau á, tại vì mình đi chơi nhiều, mình thấy các bạn nhỏ nhỏ cấp 2 bây giờ các bạn có cái đam mê với nó, và nhiều bạn rất là giỏi. Thì theo mình dự đoán vài năm nữa thì nó sẽ phát triển rực rỡ. Nhưng mà có một điều thì mình làm trong cái lĩnh vực pet này cũng nhiều năm, thì phát triển nó có hai hướng các bạn. Một hướng thì phát triển nó theo cái hướng thương mại hóa, nó bán buôn nhiều quá, cho nên là cái phần gọi là kiến thức, cái phần mà hiểu biết này nó sẽ bị giảm xuống. Thì đối với mình thì mình luôn muốn phát triển theo cái hướng chuyên môn kiến thức đi kèm với lại cái thương mại. Hai cái này nó tách biệt ra cũng không được. Cái phần kiến thức quá thì nó rất là chán, buồn ngủ. Cái phần thương mại quá thì nó làm cho cái người ta không còn muốn quan tâm tới kiến thức nữa, người ta chỉ muốn mua bán thôi, thu tiền về thôi. Cho nên là tốt nhất là phải làm sao cho cái mặt chuyên môn, cái mặt kiến thức, hiểu biết về giống loài nó sẽ phát triển, và cái chuyện mà thương mại nó sẽ đi kèm theo một phần đó thì nó sẽ là tốt nhất. Đó, chứ còn mình thì mình hoạt động lâu trong ngành này, mình biết cái nào mà có cái câu gì, ông bà mình có cái câu gì, bạo phát là bạo tàn ha. Phát triển mà nó nhanh quá rồi buôn bán nhiều quá là từ từ đó, chẳng ai quan tâm tới con bé, quan tâm tới tiền. Nhìn vô con bé ta thấy ơi 1 triệu, 2 triệu không à, 5 triệu, 10 triệu không à, chứ cũng không có quan tâm làm sao cho nó sống tốt, làm sao cho nó thích nghi, làm sao cho nó có thể sinh sôi nảy nở phát triển. Có nhiều bộ môn thì anh em quan sát coi, nếu mà nặng về tiền bạc quá, cuối cùng ta trần vô ta thấy tiền không, chứ ta không thấy gì á, thì như vậy trước sau thì nó cũng sẽ tàn. Thì mình cũng là một cái thành viên trong cái gọi là côn trùng thôi, là một thành viên rất là nhỏ, newbie nữa, thì mình cũng muốn góp một phần nào đó. Thì hy vọng là vài năm nữa là sẽ phát triển, nhưng mà theo cái hướng tích cực. Ok mọi người, vài dòng chia sẻ với các bạn chút xíu. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye.